choáng váng cuộc sống về đêm của Pit qua cuộc tình chị em. Một bí mật gây choáng váng từ cuộc sống về đêm của Gerard Pit. Cựu trung vệ Barca đồng thời là tình cũ của nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia, Shakira mới đây đã được phanh phui. Nhắc tới Gerard Pit, lẽ đương nhiên không thể bỏ cuộc tình của cựu ngôi sao Barca với nữ ca sĩ Shakira. Cả hai gặp nhau vào năm 2010 khi Pit tham gia ghi hình cho MV Waka Waka, This Time for Africa. Ca khúc chính thức của World Cup 2010 trên đất Nam Phi do nữ ca sĩ Colombia thể hiện. Pit cùng Shakira chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào năm 2011. Vốn dĩ là những tên tuổi có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí và thể thao thế giới, bởi vậy cặp đôi này có dạo khiến fan sốt xình xịch. Pit và Shakira có khá nhiều điểm trùng hợp như cùng sinh ngày 2 tháng 2 và cách nhau đúng 10 tuổi. Chả trách mà cuộc tình cọc cạch giữa Pit và Shakira còn được ví von là cuộc tình chị em. Có với nhau hai mặt con sau hơn một thập kỷ chung sống, đáng tiếc nhà vô địch World Cup 2010 và Shakira đã xé bỏ giao kèo tình ái vào tháng 6 năm ngoái. Bởi sự chen ngang của tiểu tam có tên Clara Chia, Pit qua mặt Shakira để tổ chức tiệc tùng triền miên. Hết bỏ bồ già theo tình trẻ, Pit giờ đây lại gây ồn ào với những tình tiết gây sốc từ cuộc sống về đêm của cựu trung vệ người Tây Ban Nha trong thời gian còn chung sống với Shakira được hé mở. Theo báo giới Tây Ban Nha, cựu ngôi sao Barca đã mua một biệt thự kín cổng cao tường nằm gần đại lộ Pearson ở Barcelona vào năm 2015. Tuy nhiên, gia đình Pit cuối cùng đã không chuyển đến sống tại đây. Sau đó biệt thự được giao lại cho một công ty thuộc quyền sở hữu của Pit quản lý. Trên danh nghĩa, căn biệt thự được công ty kia đem cho thuê. Song như người ta vẫn thường nói, trông như vậy mà không phải như vậy. Hóa ra, căn biệt thự đã được Pit trưng dụng để tổ chức tiệc tùng bí mật suốt một thời gian dài. Trên thực tế, chính sự khác biệt về tuổi tác đã thúc đẩy Pit hăm hở lao vào cuộc sống về đêm. Mong muốn của Pit để tiếp tục cảm thấy trẻ trung với những bữa tiệc cùng đám bạn ham vui. Dù sống với Shakira, nhưng Pit vẫn thích tự do theo phong cách riêng của anh ta. Nguồn tin thân cận từ cựu trung vệ Barca chia sẻ, những bữa tiệc này được tổ chức khá kín đáo để che mắt những người sống xung quanh. Mặc dù vậy, nó cũng không tránh khỏi sự tò mò của không ít người. Đáng nói, có người đã quả quyết từng bắt gặp rất nhiều cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ được đưa tới đây để góp vui. Mở treo miệng mèo như vậy, ai mà dám chắc Pit có làm gì đó hay không? Bên cạnh đó, Pit còn cho xây hầm trong biệt thự rồi lắp đặt hệ thống ánh sáng và âm thanh cũng như cách âm chẳng thua kém gì những quán bar hay hộp đêm nổi đình nổi đám tại thành phố Barcelona. Vì lẽ đó, Pit tổ chức tiệc tùng rần rần mà chẳng có gì phải lo lắng về việc bị ai ca tháng cả. Ngay khi thông tin gây sốc này được đưa ra, không ít người đã tự đặt câu hỏi liệu Shakira có nhắm mắt làm ngơ để Pit muốn làm gì thì làm hay không?